tăng huyết áp năm 2021 đã có những thay đổi gì? Đã thông đã, xung đột để thông báo về xung đột lợi ích của tôi. Như chúng ta đã biết thì tăng huyết áp vẫn đang là một gánh nặng lớn gây ra tử vong và bệnh tật trên toàn cầu. Dự kiến năm 2015 có tới 28,5 triệu ca tử vong liên quan đến tăng huyết áp, trong đó 88% là xuất hiện những nước thu nhập thấp trung bình như ở Việt Nam. Đã có rất là nhiều các cái chương trình của các cái tổ chức y tế trên thế giới để đưa ra các cái khuyến cáo hoặc là các cách tiếp cận giúp để quản lý tăng huyết áp với nhiều mô hình cách tiếp cận khác nhau. Trong những thời gian vừa qua đã có những thay đổi khá là mạnh mẽ những cái quan điểm cũng như là cách tiếp cận đối với cả câu chuyện tăng huyết áp. Và việc đầu tiên là chúng ta nhìn thấy là cái xu hướng huyết áp tăng ở những nước đang phát triển như Việt Nam. Nhưng số liệu trong vòng 20 năm qua cho thấy là gì ạ? Ở những nước mà có thu đã phát triển và có thu nhập cao thì cái xu hướng huyết áp trung bình trong quần thể giảm xuống, trong khi đó những khu vực những nước đang phát triển như Đông Nam Á như Việt Nam thì là có xu hướng tăng lên. Thành ra là hàng năm chúng ta phải đối mặt với một cái tăng lên về vấn đề tỷ lệ tăng huyết áp cũng như con số huyết áp trung bình trong cộng đồng. Những số liệu của Viện Tim mạch cho thấy là trung bình mỗi một năm chúng ta tăng cỡ khoảng 1% tỷ lệ tăng huyết áp trong cộng đồng. Có một vài cái sự thay đổi liên quan đến hiểu biết về dịch tễ của chuyện tăng huyết áp. Đầu tiên là cái gánh nặng huyết áp của phụ nữ. Trước đây thì chúng ta nghĩ rằng là cái bệnh lý tim mạch hay là huyết áp phụ nữ thì chậm hơn so với nam giới cỡ khoảng 10 năm. Nhưng tuy nhiên các con số dịch tễ gần đây thì cho thấy không phải như vậy. Tổng kết trên toàn cầu cho thấy là gì ạ? Đối với cả cái lứa tuổi trước 50 thì đúng là có, nếu mà chúng ta hiệu chỉnh cái mức độ huyết áp trung bình theo tuổi ở nam giới thì cao hơn rõ rệt so với nữ giới. Tuy nhiên sau lứa tuổi 50 thì hai con số này gần như chập vào nhau. Và nếu chúng ta xem xét cái diễn biến huyết áp theo dòng thời gian thì bắt đầu từ những năm 30, huyết áp của phụ nữ bắt đầu tăng vọt và vượt qua cái mức tăng ở nam giới. Thành ra là đối với cả phụ nữ chúng ta cần phải xem xét lại cái câu chuyện là tiếp cận, dự phòng, điều trị một cách sớm hơn ngay trong giai đoạn từ năm 20, 30 của lứa tuổi. Hay nói khác đi là những cái cơ hội, cửa sổ để sàng lọc, phát hiện, để quản lý tăng huyết áp ngay trong giai đoạn sinh nở. Ví dụ như là tăng huyết áp thời kỳ thai nghén, tiền sản giật hoặc là đái tháo đường thì thai nghén vân vân. Thì đây là những cái khoảng cửa sổ cho phép chúng ta tiếp cận và kiểm soát huyết áp tốt hơn ở nữ giới. Một vài cái đặc điểm khác chúng ta cũng thấy là có sự thay đổi các cái quan hệ giữa huyết áp và một số yếu tố nguy cơ truyền thống. Ví dụ là huyết áp kèm cân nặng. Trước đây trong những thập kỷ 70 chúng ta thấy là khi cân nặng tăng, BMI tăng thì huyết áp tăng. Tuy nhiên những năm gần đây thì chúng ta không còn nhìn thấy rõ cái xu hướng đó nữa. Cái việc tăng BMI là khá độc lập so với câu chuyện tăng huyết áp. Như vậy là cái quan hệ giữa huyết áp với những yếu tố nguy cơ truyền thống đã thay đổi. Phải chăng là đã có những yếu tố nguy cơ mới nổi làm thay đổi cái cán cân giữa câu chuyện huyết áp và những cái yếu tố nguy cơ truyền thống? Quay trở về vấn đề là câu chuyện tăng huyết áp thì thường là chúng ta nghĩ là việc tăng huyết áp thì tương đối đơn giản, chẩn đoán thì tương đối dễ, chủ yếu dựa vào đo, có thể là đo bằng cái máy đo tự động tại nhà, có thể là đo tại máy đo tự động tại phòng khám. Tuy nhiên là đo đúng không phải dễ. Một cái điều tra cắt ngang 2020-2021 tại Hoa Kỳ cho thấy là những bác sĩ tim mạch thì cũng chỉ có 50% là biết được là cái thiết bị đo của mình là thực sự có chính xác và được kiểm chuẩn hay không. 20% thì đo một cách hoàn toàn chính xác, còn lại 70-80% đâu đó đều có những cái sai số. Và như vậy rõ ràng là câu chuyện đo đúng huyết áp không phải dễ, việc tuân thủ protocol không phải dễ, nhất là trong bối cảnh bệnh nhân là đông. Và chính vì thế cho nên là về phía câu chuyện chẩn đoán và theo dõi huyết áp, chúng ta càng nên khuyến khích người dân tự đo huyết áp bằng các dụng cụ đo tự động tại nhà để có thể có cái số đo để làm tham chiếu và để mà theo dõi cũng như là đánh giá cái dao động của bình tuyến huyết áp. Đối với câu chuyện huyết áp và điều trị huyết áp thì sao? Trước đây thì chúng ta chia ra làm nhiều loại, ví dụ như là dự phòng tăng huyết áp tiên phát hay là thứ phát, sau khi ở có sự khác biệt đến mức độ ở những bệnh nhân có hay không có tiền sử bệnh lý tim mạch. Tuy nhiên những phân tích của gần đây năm 2021 tháng 5 năm 2021 cho thấy là gì ạ? Cho dù là bệnh nhân có hay không có tim bệnh lý tim mạch từ trước thì cái hiệu quả của việc làm giảm các cái biến cố tim mạch nhờ điều trị tăng huyết áp là giống nhau. Hay nói khác đi là cái câu chuyện dự phòng tiên phát hay thứ phát ở huyết áp ở những bệnh nhân có hay không có bệnh lý tim mạch không còn nữa, mà nó phụ thuộc vào việc số đo huyết áp như thế nào. Một phân tích gộp khác vào tháng 9 năm 2021 trên tờ Lancet cũng cho một kết quả tương tự như vậy. Nếu chúng ta chia theo các cái tầng theo lứa tuổi
Rõ ràng tuổi càng cao thì nguy cơ tim mạch càng cao, nhưng tuy nhiên nhưng nếu mà xem xét ở từng lứa tuổi khác nhau thì chúng ta thấy cái hiệu quả của việc làm giảm các biến cố tim mạch khi hạ huyết áp là tương đương với nhau ở bất kỳ các cái mốc huyết áp như thế nào. Thậm chí là nếu chúng ta lấy cái mốc mà dưới 120 mét thủy ngân là cái mốc tiêu chuẩn thì chúng ta cũng nhìn thấy cái hiệu quả hạ huyết áp ở trên tất cả các nhóm khác, hay và nó có một cái đường cong tuyến tính gần giống là cái câu chuyện hạ LC Queso. Như vậy rõ ràng là đâu đó có một cái mốc huyết áp được gọi là tối ưu ở quanh quanh hoặc là dưới cái mốc 120 mét thủy ngân như thế này, và cái việc chúng ta hạ huyết áp xuống cái mốc huyết áp lý tưởng này nó cho phép làm giảm cái biến cố tim mạch cách đáng kể, bất kể là nguy cơ tim mạch hay lứa tuổi của bệnh nhân là như thế nào. Vậy thì huyết áp tâm thu thế nào được gọi là lý tưởng? Nếu mà chúng ta xem xét thì cơ sở diễn tiến của mảng sơ vữa, chúng ta biết rằng cái mảng sơ vữa nó không tiến triển hoặc là thoái chuyển, cái huyết áp tâm thu nó quanh cái mốc 120 đến 140, hay nói khác đi, cái ngưỡng huyết áp lý tưởng đâu đó sẽ ở dưới thấp hơn hoặc là xung quanh ngưỡng 120 mm thủy ngân. Nếu chúng ta xem xét các dữ liệu của các bộ tộc sống cách xa các cái nền công nghiệp hóa chúng ta trong rừng rậm Amazon, hoặc là dữ kiện của cái nghiên cứu gọi là MESA, trong đó đánh giá như tiến triển của các cái vôi hóa hoặc là nứt vỡ của mảng sơ vữa trên những bệnh nhân chỉ có tăng huyết áp và không có bất kỳ một yếu tố nguy cơ tim mạch nào khác, người ta thấy là khi huyết áp tâm thu vượt trên 100 thì bắt đầu có sự xuất hiện của các cái biến cố trên mạch vành. Như vậy ở đâu đó cái ngưỡng huyết áp lý tưởng phải là ngưỡng 100 mm thủy ngân. Vậy thì liệu chúng ta có thể hạ được cái huyết áp bình thường xuống cái mốc này không? Thì đã có rất là nhiều phân tích gộp cho thấy là chúng ta có thể hạ huyết áp mục tiêu xuống cái mốc 130 mét thủy ngân và vẫn đem lại hiệu quả làm giảm đáng kể các biến cố tim mạch chính, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch não hay là suy tim qua những cái thử nghiệm lớn như là thử nghiệm SPRING hoặc là những cái phân tích gộp mà chúng ta nhìn thấy trên hình ở đây. Chính vì thế, ở Hiệp hội Tim mạch Châu Âu năm 2018 đã đưa ra cái ngưỡng huyết áp mục tiêu là 120 đến 130 với cái người trẻ tuổi dưới 65, và đối với cả người cao tuổi thì là 130 đến 140, thậm chí có thể hạ được thấp hơn nếu dung nạp được, và đưa ra cái ngưỡng huyết áp tâm trương mục tiêu tại phòng khám là cỡ khoảng 70 đến 80. Tại đây thì bắt đầu nảy sinh ra một loạt các câu hỏi là liệu huyết áp tâm trương có thể hạ thấp hơn 70 mà vẫn an toàn hay không, và liệu chúng ta có thể hạ huyết áp tâm thu được xuống hơn nữa hay không. Thế thì cái nghiên cứu năm 2021 đánh giá trên những người cao tuổi là những cái đối tượng chúng ta đang ngại ngần việc hạ huyết áp tâm thu, gọi là nghiên cứu STEP, cho thấy là cái việc hạ huyết áp mục tiêu huyết áp thấp hơn duy trì mức huyết áp tâm thu từ 110 đến 130 ở những cái bệnh nhân mà tuổi từ 60 đến 80, không có tiền sử tim mạch ít, không có tiền sử tai biến mạch não, ít có bệnh lý tim mạch từ trước, thì là những người được thực sự được hưởng lợi. Và cái việc duy trì huyết áp thấp như vậy vẫn cho phép làm hạ đáng kể 26% các biến cố tim mạch, các biến cố tai biến mạch não, rồi hội chứng bành cấp và suy tim, trong khi không làm tăng các biến cố tác dụng phụ và tổn thương thận. Như vậy là đối với cả những người, thậm chí là kể cả những người cao tuổi, nếu mà có ít bệnh lý phối hợp thì cái ngưỡng huyết áp tâm thu mục tiêu thấp hơn nó vẫn có thể đem lại lợi ích cho người bệnh. Câu chuyện huyết áp tâm trương thì sao? Nếu chúng ta phân tích kỹ hơn cái dữ kiện của thử nghiệm SPRING là cái thử nghiệm mà kiểm soát huyết áp rất là tốt, thì chia làm hai nhóm, một nhóm là có bệnh lý tim mạch từ trước và một nhóm là không có bệnh lý tim mạch. Thì đối với cả cái nhóm mà có bệnh lý tim mạch thì khi mà cái ngưỡng huyết áp tâm trương loanh quanh ở mức 68 cho đến 78 thì ở đó là cái nơi mà tỷ lệ biến cố là thấp nhất, và nếu mà chúng ta chỉ cần xuống thấp hơn thì lập tức là gia tăng tỷ lệ các biến cố. Tuy nhiên ở cái nhóm mà không có bệnh lý tim mạch từ trước, nguy cơ tim mạch thấp, thì cái khoảng dao động nó thấp hơn rất nhiều. Chúng ta thấy là có thể dao động khoảng độ 63 cho đến tận 83 mà vẫn không làm tăng đáng kể các biến cố tim mạch. Như vậy rõ ràng ở những cái người mà không có cái nền, không có cái nguy cơ tim mạch cao thì hạ huyết áp tâm trương xuống thấp nó vẫn có thể có lợi. Và nếu chúng ta xem xét kỹ hơn một chút, những cái bệnh nhân mà có bệnh tim mạch vành từ trước là cái nhóm mà chúng ta ngại hại là rất là ngần ngại hạ huyết áp tâm tâm trương, và nó làm tăng tỷ lệ tử vong, thì chúng ta thấy là gì ạ? Đấy là nếu như bệnh nhân mà không được tái thông mạch vành thì đúng là nó làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch và tử vong do tim mạch. Ngược lại ở những cái bệnh nhân mà đã được tái thông mạch vành thì cái đường cong này không có gì khác biệt. Như vậy chúng ta có thể yên tâm hạ huyết áp tâm trương hơn nữa. Như vậy nói khác đi là gì ạ? Là nếu một bệnh nhân mà cái nguy cơ tim mạch thấp, cái việc chúng ta duy trì huyết áp tâm thu tâm trương thấp để gần đạt được cái huyết áp tối thiểu lý tưởng là huyết áp tâm thu khoảng 100 đó, sẽ cho phép bảo vệ tốt hơn, hạ được các biến cố tim mạch một cách tốt hơn. Còn nếu như bệnh nhân đã có bệnh lý tim mạch thì chúng ta điều trị triệt để tái thông cái chỗ hẹp của mạch vành thì nó sẽ làm gia tăng cái tính an toàn khi chúng ta hạ thấp cái mức huyết áp tâm trương, hay nói khác thì lúc đấy chúng ta có thể kiểm soát huyết áp một cách tối ưu, một cách tốt hơn. Chính vì thế cho nên là chúng ta dần dần nhận thấy là trong những cái huyết áp mục tiêu theo cái khuyến cáo mới của ESC năm 2021
người ta chỉ còn nhắc đến cái ngưỡng trên, tức là cố gắng đạt được huyết áp tâm trương dưới 80 mà không còn nói đến cái ngưỡng dưới nữa, và thậm chí là cho phép bệnh nhân có thể đạt được huyết áp thấp hơn nếu như mà bệnh nhân vẫn dung nạp được. Thế thì bên cạnh cái câu chuyện mà hạ được con số lý tưởng như vậy thì người ta nhận thấy một điều là gì ạ? Là cái gánh nặng của bệnh tật, đặc biệt là bệnh lý liên quan đến xơ vữa, phụ thuộc vào cái thời gian tiếp xúc tích lũy. Tức là nếu như cái thời gian huyết áp hay là mỡ máu cao mà bệnh nhân có cái duy trì cái thời gian đấy nhiều, bị mắc bệnh lâu dài thì nó sẽ làm gia tăng các biến cố. Và vì thế ở đây không còn là câu chuyện là hạ xuống một ngưỡng nào đó nữa, mà cần phải hạn chế tối đa cái thời gian tiếp xúc tích lũy như vậy. Và thậm chí là đã có những công trình nghiên cứu cho thấy nếu chúng ta hạ đồng thời cả huyết áp cả lipid máu trong một thời gian dài thì chúng ta sẽ đem lại lợi ích đáng kể để hạ các biến cố tim mạch. Vì thế cái chiến lược kiểm soát yếu tố nguy cơ tim mạch nói chung, đặc biệt là huyết áp hay LC threshold, cần phải đạt tích cực sớm, ổn định và lâu dài. Và để làm gì ạ? Để làm giảm thiểu cái mức độ tiếp xúc, giảm thiểu cái thời gian tiếp xúc, từ đó đảm bảo được cái việc là giảm đủ độ, giảm cái thời gian tích lũy, thì như vậy mới có thể kiểm soát được các biến cố tim mạch. Nó khác so với cải thiện ngày xưa khi chúng ta chỉ đặt cái ngưỡng và đôi khi chúng ta chấp nhận cái độ trồi sụt xung quanh cái ngưỡng đó. Thậm chí còn có những quan điểm hết sức mạnh mẽ trên tờ Lancet cho thấy là bây giờ thay vì người ta nhắc đến cái bệnh như kiểu là tăng huyết áp thì người ta sẽ coi đó là cái sự biến thiên của con số huyết áp và làm thế nào để kiểm soát được huyết áp càng đạt đến mức tối ưu càng tốt. Đồng thời với cả quan điểm này, nếu mà chúng ta muốn làm giảm cái thời gian tiếp xúc tích lũy thì chúng ta sẽ dần dần có xu hướng là gì ạ? Sẽ đạt cái việc mà kiểm soát sớm hơn để làm giảm cái tổn thương cơ quan đích, và một trong ví dụ minh họa đó chính là cái việc chúng ta kiểm soát huyết áp ở lứa tuổi trung niên để làm giảm sát suất trí tuệ, là một cái tổn thương cơ quan đích đến muộn và đôi khi chúng ta không chú ý đến liên quan đến tăng huyết áp, nhưng thực ra lại là rất cần thiết để cải thiện chất lượng sống ở những người bệnh nhân tăng huyết áp chúng ta. Bên cạnh câu chuyện đó, để mà kiểm soát được cái câu chuyện huyết áp được tối ưu thì cũng chính là cái việc mà chúng ta là hạn chế được các cái gia tăng các cái tăng huyết áp về buổi sáng, về đêm hay là về ban ngày. Và để cái việc mà chúng ta kiểm soát được hoàn hảo số đo huyết áp chính là cái câu chuyện là chúng ta đưa được con số huyết áp mục tiêu nằm trong dao động trong một khoảng nhất định. Và chính vì thế bây giờ, quan điểm bây giờ là không còn đạt một con số huyết áp mục tiêu nữa, mà làm thế nào để tăng tối đa cái thời gian huyết áp nằm trong cái khoảng tối ưu. Ví dụ như là nếu chúng ta muốn đạt cái con số huyết áp 120 thì chúng ta đạt cái ngưỡng loanh quanh 20 mét phân xung quanh cái ngưỡng đó là 110-130, và nếu chúng ta duy trì huyết áp nằm trong khoảng này thì chúng ta sẽ bảo vệ các tổn thương cơ quan đích bằng cách tốt hơn. Các nghiên cứu đã cho thấy cái việc mà chúng ta duy trì được cái huyết áp nằm trong khoảng mục tiêu điều trị nó sẽ làm giảm đáng kể các biến cố. Và chính vì thế cho nên là để mà điều trị, chúng ta sẽ có cái xu hướng là phối hợp thuốc liều thấp ngay từ đầu để có thể đảm bảo được duy trì được huyết áp nằm trong khoảng mục tiêu điều trị. Và thậm chí năm 2021 người ta còn có một cái nghiên cứu là Quatret cho thấy là phối hợp 4 thuốc huyết áp liều rất thấp cho phép là chúng ta kiểm soát tốt hơn, tác dụng phụ tương đương, và nhờ vậy mà bệnh nhân có thể đạt được cái huyết áp nằm trong cái giới hạn điều trị một cách lâu dài hơn. Bên cạnh đó, khi có nhiều yếu tố nguy cơ cùng một lúc cần kiểm soát, người ta sẽ tận dụng các cái tác dụng chéo giữa các cái thuốc trong các nhóm. Chẳng hạn chúng ta dùng các cái thuốc để đái đường nhưng có tác dụng hạ huyết áp để tăng tối ưu cái việc kiểm soát tăng huyết áp và đưa được huyết áp nằm trong cái khoảng thời gian điều trị. Ngoài những câu chuyện huyết áp, người ta còn cân nhắc đến những cái biện pháp mới như là không dùng thuốc để có thể hạn chế được số lượng thuốc dùng và đồng thời kiểm soát ổn định cách tốt hơn. Ví dụ như là chiết xuất thần kinh do cảm động mạch thận mà hiệu quả gần đây cho thấy có thể hạ được tương đương cả một viên thuốc mà không cần phải dùng thuốc lâu dài. Thì cái việc kết quả của cái chiết xuất thần kinh do cảm động mạch thận sẽ được trình bày khá nhiều trong hội nghị năm nay. Bên cạnh đó, người ta cũng phát triển các cái mô hình khác nhằm để tăng cao cái hiệu quả kiểm soát tăng huyết áp. Ví dụ như là kiểm soát huyết áp tại phòng khám, kiểm soát huyết áp tại hiệu thuốc, rồi dùng cái mô hình y tế tại gia đình, và nó rất phù hợp trong cái bối cảnh dịch hiện giã hiện nay để cho phép kiểm soát huyết áp tốt hơn. Ngoài ra, người ta còn thử nghiệm các cái dạng mà tác động, ví dụ như là chúng ta thay đổi các mối ăn bằng cái dạng là làm giảm natri và tăng kali, trên cơ sở đó có thể làm giảm đáng kể huyết áp, đột quỵ cũng như biến cố tim mạch mà không có các bằng chứng gây hại. Rồi người ta phát triển các mô hình can thiệp số, sử dụng các cái ứng dụng trên điện thoại di động hay là thông minh để giúp cho bệnh nhân tuân thủ lối sống kiểm soát huyết áp tốt hơn. Và kết quả ban đầu cho thấy là những cái can thiệp số này có thể làm giảm phần nào những cái con số huyết áp trên Holter huyết áp 24 giờ hoặc là huyết áp tại nhà. Như vậy chúng ta thấy là gì ạ? Đã có sự thay đổi một cách rất là đáng kể. Cái việc mà những cái quan điểm cũng là cách tiếp cận câu chuyện tăng huyết áp
Và cho đến thời điểm hiện tại thì thực ra tăng huyết áp còn là câu chuyện chưa đến hồi kết. Đây là những con số cho thấy chúng ta mới chỉ kiểm soát tốt được cỡ khoảng 20% những cái bệnh nhân huyết áp mà chúng ta được phát hiện mà thôi. Trong khi đó cái gánh nặng tăng huyết áp của những bệnh nhân chưa được chẩn đoán, những bệnh nhân chẩn đoán mà chưa được kiểm soát vẫn còn đó. Để đi kết luận, chúng ta có thể đưa ra những cái điểm như sau. Thứ nhất là tăng huyết áp vẫn là một cái gánh nặng hàng đầu trong cộng đồng. Tuy nhiên đặc điểm dịch tễ đã có ít nhiều có sự thay đổi và đòi hỏi chúng ta cần có một cái sự giám sát dịch tễ một cách tốt hơn. Cái cách tiếp cận hiện tại là làm giảm thiểu cái thời gian tiếp xúc tích lũy với tăng huyết áp. Do vậy cần nếu khi mà cái chiến lược kiểm soát huyết áp là cần tích cực sớm hơn, làm ổn định hơn và kéo dài. Mục tiêu huyết áp không còn chỉ là câu chuyện đạt được con số huyết áp mục tiêu nữa, mà quan trọng nhất là duy trì tối đa cái thời gian huyết áp nằm trong cái khoảng loanh quanh huyết áp mục tiêu, khoảng này cứ khoảng 20 mét trên ngân là vừa. Và chính vì thế nên khi điều trị cần phải sử dụng sớm các cái dạng phù hợp thuốc, tận dụng các cái tương tác chéo để đồng thời kiểm soát tốt cái tổ nguy cơ tim mạch cũng như là các bệnh lý mãn tính kèm theo, cũng như là sử dụng các biện pháp mới không dùng thuốc đầy hứa hẹn, ví dụ như là chế độ tiền kinh giao cảm quan tận. Và đấy là cái phần trình bày của chúng tôi về những cái quan điểm, cái cách tiếp cận mới về câu chuyện tăng huyết áp năm 2021. Xin cảm ơn sự